Xin chào anh Huỳnh Nhật Trường và xin chào các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho anh Huỳnh Nhật Trường ở Hồ Chí Minh. Anh có đặt hàng bên em bao gồm những sản phẩm sau đây. Thứ nhất là hai động cơ phun xương, một quạt 24V và hai nguồn adapter 24V 1A. Và đầu tiên em sẽ test từng sản phẩm một. Ok. Đầu tiên em sẽ test một nguồn, một động cơ phun xương. Ok, và xương phun rất nhiều ạ. Ok, và như vậy là động cơ và nguồn đầu tiên đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu của sản phẩm. Ok, đây là ký hiệu ở trên động cơ đầu tiên. Và em sẽ dán tem lên nguồn adapter. Đây ạ. Ok, và tiếp tục em sẽ test động cơ thứ hai và nguồn thứ hai. Ok, và như vậy là động cơ thứ hai nó hoạt động rất tốt. Đây là động cơ thứ hai. Và tiếp tục em sẽ test quạt. Đây ạ, quạt đã quay. Ok, và bây giờ em sẽ đánh dấu quạt. Đây là ký hiệu trên quạt. Ok, và xin cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.